Thưa quý vị và các bạn, Nghệ An đã từng là địa phương tạo được thương hiệu và uy tín trong lĩnh vực thi đấu thể thao thành tích cao của Việt Nam. Thế nhưng, đó là câu chuyện của nhiều năm về trước. Còn ở thời điểm hiện tại, thể thao Nghệ An chỉ nằm ở top trung bình. Trong những ngày này, Nghệ An đang tập trung chuẩn bị cho Đại hội Thể dục Thể thao toàn tỉnh lần thứ 7. Nhưng khó khăn hiện nay đang đặt ra cho thể thao Nghệ An những thách thức ở một số môn thi đấu trên đấu trường quốc gia. Và chuyên mục Mỗi tuần một vấn đề ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những nguyên nhân nào khiến thể thao thành tích cao đang ngày một đi xuống. Sau khi sân vận động thành phố Vinh được giao cho câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An quản lý, thì cơ sở thi đấu khả dĩ nhất và quan trọng nhất của thể thao tỉnh nhà chính là nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Nghệ An. Đây cũng là công trình được đầu tư xây dựng cách đây hơn 15 năm. Đến nay, hầu hết các hạng mục của nhà thi đấu đa năng này đã xuống cấp trầm trọng. Khó ai có thể hình dung được đây là một nhà thi đấu cấp tỉnh, là bộ mặt của thể thao tỉnh nhà. Tất nhiên, với cơ sở vật chất, trang thiết bị như thế này thì rất khó để đảm bảo để tổ chức được các sự kiện thể thao lớn. Điều này cũng giải thích vì sao đã rất nhiều năm rồi chưa có bất kỳ một giải đấu lớn tầm cỡ quốc gia và quốc tế nào được tổ chức tại Nghệ An. Hiện nay cả nhà thi đấu mà rất là lạc hậu, đang ngồi nền xi măng, là hệ thống ánh sáng, âm thanh cũng như là rất là lạc hậu, kích thước nó không đảm bảo, cho nên vừa rồi các cái giải thi đấu của quốc gia về tổ chức và khảo sát thì nó không đáp ứng được yêu cầu. Để chuẩn bị cho Đại hội Thể dục Thể thao toàn tỉnh lần thứ 7 và Hội khỏe phụ đồng toàn quốc lần thứ 9 tổ chức tại Nghệ An và Thanh Hóa, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thông qua kế hoạch cải tạo lại một phần nhà thi đấu này. Thế nhưng hiện tại, mọi việc vẫn đang còn nằm trên giấy và chưa biết bao giờ mới thực hiện được. Nếu như dự án cải tạo nhà thi đấu đã không kịp để chuẩn bị cho Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Nghệ An lần thứ 7, thì với khoảng thời gian khá ít còn lại, nếu chúng ta không tiến hành nhanh, sẽ rất khó kịp tiến độ chuẩn bị cho Hội khỏe phụ đồng toàn quốc tổ chức tại Nghệ An và Thanh Hóa vào năm 2015. Năm 2013 thì Ủy ban Nhân tỉnh đã cho chủ trương để cải tạo và nâng cấp cái nhà thi đấu với cái 10 cái hạng mục theo cái đề xuất của đơn vị và với cái kinh phí là dự kiến là 15 tỷ, nhưng mà trước mắt là tỉnh đã xử lý là 6 tỷ. Nhưng mà thực ra trong năm 2010, kế hoạch đến năm 2014 vẫn chưa có một đồng vốn nào trong cái phân bổ nguồn, cho nên hiện nay vẫn chưa có cái điều kiện để nâng cấp được cái chỗ nhà thi đấu. Hoạt động thể thao của bất cứ địa phương nào cũng luôn lấy thể thao thành tích cao làm thước đo cho sự phát triển. Tại kỳ Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc lần thứ 6 tổ chức tại Đà Nẵng, đoàn thể thao Nghệ An xếp thứ 16. Mặc dù còn khá khiêm tốn, nhưng đó là thành tích tốt nhất của đoàn thể thao Nghệ An kể từ trước đến nay. Đóng góp rất lớn cho thành tích của đoàn thể thao Nghệ An là các vận động viên của các đội tuyển võ. Đây cũng được xem là các môn thể thao thế mạnh của tỉnh nhà. Thế nhưng hiện tại, các vận động viên của các môn thể thao thế mạnh này vẫn đang phải tập luyện trong những điều kiện như thế này. Chưa có nhà tập riêng, các đội tuyển như Usu, Judo, Taekwondo hay võ cổ truyền đang phải mượn tạm một số căn phòng chật chội dưới tầng hầm của khán đài sân vận động thành phố Vinh để tập luyện. Mong muốn của bọn em là có những dụng cụ tốt này, như găng, giáp, băng đa, mũ. Và bây giờ điều quan trọng hơn, bọn em muốn có chỗ để lắp đài, để tập, để cho các em lên đài để cọ sát, để biết cách va chạm, lúc ngã, lúc lên đài như thế nào. Huấn luyện thể thao thành tích cao đòi hỏi phải có một hệ thống cơ sở vật chất tương đối tốt. Trong số các đội tuyển võ thuật của tỉnh Nghệ An, chỉ có duy nhất đội tuyển Taekwondo đang có được sự hợp tác của các tổ chức quốc tế, đặc biệt là sự hỗ trợ từ chính phủ Hàn Quốc. Hiện tại, các võ sĩ của đội tuyển Taekwondo Nghệ An đang được hướng dẫn bởi các huấn luyện viên Việt Nam và các võ sĩ tình nguyện đến từ Hàn Quốc. Tuy nhiên, một số trang thiết bị được hỗ trợ vẫn chưa thể đưa vào sử dụng hết do diện tích quá nhỏ hẹp của phòng tập. Tinh thần tập luyện của các bạn Việt Nam rất tốt. Các bạn tiếp thu rất nhanh và rất chịu khó tập luyện. Tuy nhiên, phòng tập này nhỏ quá, thiếu ánh sáng và lại rất nóng nữa, nên cũng ảnh hưởng nhiều đến công tác huấn luyện và thành tích thi đấu của các vận động viên. Trung tâm đào tạo huấn luyện thể dục thể thao tỉnh Nghệ An là nơi tập trung huấn luyện cho toàn bộ 18 đội tuyển thể thao thành tích cao với trên 300 vận động viên. Tuy nhiên, hiện trung tâm này chỉ có được một nhà tập luyện khung sắt duy nhất cùng một bể bơi ngoài trời. Vì thế, nhiều đội tuyển phải tập trung phòng như thế này.
Tất nhiên, việc không có phòng tập riêng của các môn sẽ dẫn tới nhiều bất tiện, mất tập trung và ảnh hưởng lớn tới kết quả huấn luyện của các vận động viên. Sự đầu tư cho thể thao thành tích cao của tỉnh nhà thì cũng gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là các cái kinh phí để trang bị và hai nữa là các cái cơ sở vật chất và phục vụ cho quá trình tập luyện thì cũng đang thiếu nhiều. Hiện nay thì cái khoa học ngày càng phát triển, cái khoa học để tác động cho cái thể thao thành tích cao thì rất là lớn. Trong điều kiện này thì chúng ta cũng chưa thể có được. Việc xã hội hóa thể thao để tạo thêm nguồn kinh phí hoạt động vốn đã được đặt ra cho thể thao Nghệ An nhiều năm trước đây. Tuy nhiên, hiện tại các hoạt động đào tạo, huấn luyện và thi đấu của thể thao thành tích cao vẫn đang dựa hầu hết vào vốn ngân sách nhà nước. Bên cạnh đó, sự đầu tư của ngành vào các môn thể thao thành tích cao còn dạt dào, thiếu tập trung cho các môn thế mạnh và cho các vận động viên có tài năng. Và tôi nghĩ đó cũng là những cái tác nhân mà làm cho cái thể thao của chúng ta, nhất là những thể thao mà chúng ta quan tâm đấy, chưa đạt được như mong muốn. Tuy nhiên, bây giờ Trung ương thì người ta đã có vận động viên các tuyến trọng điểm. Và Nghệ An thì tôi cũng đang rất quyết tâm để làm cái nhiệm vụ này. Thì mà xin nói về các đồng chí, trong cái tư tưởng của anh em làm thể thao thành tích cao vẫn đang rất là gian trại. Và chính vì tư tưởng gian trại này trong anh em thể thao làm cho chúng ta như là một cái lực cản trong cái quá trình có được những bước đột phá. Mục tiêu trước mắt của thể thao Nghệ An trong thời gian tới là cải thiện vị trí thứ hạng tại Đại hội Thể dục Thể thao Toàn quốc lần thứ 7 sẽ diễn ra vào tháng 11 năm 2014 tại tỉnh Nam Định. Tuy nhiên, về lâu dài, để thể thao Nghệ An lấy lại vị thế như đã từng có trước đây và có sự phát triển bền vững, đòi hỏi phải có sự đầu tư đồng bộ và một chiến lược phát triển phù hợp. Đặc biệt là trong việc đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất thi đấu và tập luyện cho các vận động viên thành tích cao. Muốn làm tốt điều đó, trước hết cần đẩy mạnh công tác xã hội hóa, thu hút các nguồn lực từ xã hội cho thể thao.